Sáng 28 tháng 5, tại Hợp tác xã Thủ công Mỹ nghệ Ngọc Bích chuyên làm thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu lục bình tại xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi xin lỗi công khai bà Huỳnh Ngọc Bích, giám đốc Hợp tác xã Ngọc Bích trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, công nhân Hợp tác xã và các cơ quan thông tấn báo chí. Trước đó, khoảng tháng 5 năm 2010, bà Bích bị công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố về hành vi tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam nguyên giám đốc Trung tâm Khuyến công Sóc Trăng là ông Ngô Hồng Phi với 5 người khác về hành vi tham ô tài sản, gồm Nguyễn Quốc Trung, Đặng Minh Út, Nguyễn Thế Vương, Huỳnh Văn Bảy, Trần Tấn Là. Sau khi tiến hành điều tra, xét thấy hành vi của bà Bích không cấu thành tội phạm, nên ngày 3 tháng 7 năm 2018, cơ quan điều tra công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Bích. Thưa tất cả nhân dân có mặt hôm nay, chúng tôi đã thấy được đầy đủ những sai phạm và hậu quả của sai phạm do người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của mình gây ra cho bà Bích. Từ khi mang tư cách là người bị buộc tội đến nay là rất lớn. Thiệt hại đã gây cho bà không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần. Việc xin lỗi, cải chính công khai hôm nay hoặc bồi thường thiệt hại trong thời gian tới cũng không thể bù đắp được những thiệt hại của bà trong thời gian qua. Chúng tôi thấu hiểu.